vài giờ nữa sẽ bắt đầu nhật thực trăm năm có một, người Việt có thể quan sát trực tuyến. Chỉ còn vài giờ nữa, hàng triệu người ở Bắc Mỹ sẽ có cơ hội hiếm có chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực toàn phần cực hiếm. Ở Việt Nam, bạn có thể quan sát trực tuyến. Theo Licensing, hôm nay 8 tháng 4, nhật thực toàn phần sẽ được nhìn thấy ở miền Bắc Mexico, một phần của 15 tiểu bang của Mỹ và miền Đông Nam Canada. Đây sẽ là một trong những nhật thực được theo dõi nhiều nhất từ trước đến nay với hơn 32 triệu người sống trong đường nhật thực toàn phần. Một tuyến đường rộng 185 km xuyên qua Bắc Mỹ, nơi mặt trăng sẽ bao phủ 100% đĩa mặt trời. Quan sát trực tuyến ở đâu? Nếu không thể tận mắt chứng kiến nhật thực, bạn có thể xem tất cả các diễn biến diễn ra trên trang web của Livevaccine, spacer.com. Theo đó, chương trình phát trực tiếp bắt đầu lúc 1 giờ chiều theo giờ EGT ngày 8/4, tức 0 giờ ngày 9 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Nhật thực toàn phần trăm năm có một là gì? Dù không thể trực tiếp theo dõi nhật thực lần này, tuy nhiên người Việt Nam vẫn có thể quan sát trực tuyến. Licensing cho biết lúc xảy ra nhật thực toàn phần, mặt trăng di chuyển giữa trái đất và mặt trời, có kích thước gần như giống hệt mặt trời. Trong thời gian toàn phần, mặt trăng chặn toàn bộ đĩa mặt trời trong vài phút. Thời gian toàn phần phụ thuộc vào nơi bạn đang xem nó. Trang web Skywatching, Timenda.com cũng sẽ đưa tin về nhật thực toàn phần từ đầu đến cuối bằng blog trực tiếp và phát trực tiếp của họ. Trong đó có các báo cáo tiến độ theo thời gian thực và thông tin cơ bản. Người yêu thiên văn có thể theo dõi thông tin ở đây. Spacer.com cho hay, khu vực bờ biển Thái Bình Dương của Mexico sẽ là địa điểm đầu tiên ở Bắc Mỹ quan sát được nhật thực toàn phần. Bắt đầu từ 11 giờ 7 phút sáng ngày 8 tháng 4 giờ địa phương, khoảng 1 giờ 7 phút rạng sáng ngày 9 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Anh Nguyễn Tấn, 25 tuổi, ngụ Quy, 8, cho biết là người yêu thích các hiện tượng thiên văn, anh sẽ không bỏ lỡ lần nhật thực này. Dù ở Việt Nam không trực tiếp quan sát được, tuy nhiên anh dự định sẽ theo dõi những hình ảnh nhật thực trên các trang web phát trực tiếp. Nhật thực toàn phần 2024 được xem là nhật thực trăm năm có một. Mình có biết một số trang thông tin nước ngoài về thiên văn phát hiện tượng này, nên cũng hồi hộp để xem. Lúc xảy ra nhật thực, ở Việt Nam cũng đã khuya, nhưng với mình đó là thời điểm lý tưởng vì không bận công việc. Dù sao cũng còn rất lâu mới xảy ra nhật thực hiếm có này nên xem online cũng là một điều thú vị, anh cho biết. Vì sao là nhật thực trăm năm có một? Spacer.com cho biết khi nhật thực toàn phần kéo dài hơn 4 phút thì chắc chắn nó phải được coi là nhật thực đặc biệt. Bởi trong 100 năm qua, từ năm 1925 đến năm 2024, thời gian tối đa của tổng số 75 lần nhật thực mà các nhà khoa học đã khảo sát, trung bình là 3 phút 13 giây. Nhật thực toàn phần sắp tới vào ngày 8 tháng 3, theo dự báo sẽ đạt thời lượng tối đa là 4 phút 28. 2 giây ở phía bắc miền Trung Mexico. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.